xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh YouTube mình nha. Hiện tại là mình đang ở cái tiệm chuyên đóng tàu, đóng phà chẹt để dành chở máy cắt, máy xới, máy suốt này kia các bạn. Thì tiệm là của anh Minh Trường ở kênh 1 của huyện Tân Hiệp của tỉnh Kiên Giang ha. Thì hôm nay là thấy ảnh đang đóng một cái chiếc phà sắt dài 11m, ngang 3m, 3m mấy mới ảnh nó mới nói mình quên nè. Ngang 3m mấy đó các bạn. Chắc mình hỏi lại sao ha. Còn cái chiều cao mạng của nó là 1m1. Sắt bên hông là dày 6 ly, công là vây 5 ly nha các bạn. Đó, hiện tại thì các anh đang mài dũa đục đấm các kiểu ha. Thì đây là cái phần bên trong. Đây là cái V công 5 ly ha. Còn cái phần be nè, phần bụng là 6 ly hết. Chiếc này thì để dành chở máy cắt rất là bự, mình nghĩ là vừa máy cắt rồi thêm hai cái chiếc xe chở lúa theo các bạn, nó mới bự dữ thần như nè. Thì ở đây thì mình thấy anh Trường với ba người phụ, tổng cộng là 4 người làm. Cái này là hình như là mình mới dạ được anh. Cái này là hình như là hôm qua chị gửi hình cho em là mới để tấm sắt, mà bữa nay thành hình như đó anh. 10 giờ ngày qua mới làm. Dạ. Hồi nãy mình nói ngang 3 mét mấy em quên. Ngang 3m2 của bạn. Chiếc này là mình đặt cái máy trong hay máy ngoài anh? Đặt cái động cơ nào ở đây có luôn không? Dạ. Vậy là chừng nào mà chiếc này xong hết trơn người ta làm nhà cầu ngã vô luôn á. Dạ thì anh cứ làm tự nhiên, anh không có gì đâu, em đi review cho. Mình sẽ đỡ một vòng cho các bạn cùng xem ha. Thì ở đây là đây một cái sắt u là cũng 5 ly nè, là giống như con lươn đụng đó các bạn. Ở dưới này thì lún ra tầm 3 phân ở dưới, 2 phân hay 3 phân ta, cái này khoảng 3 phân luôn, rất là dài luôn. Đây là hai con lươn đụng hai bên nè. Cái này là chỉ mới hàng gia cố thôi ha. Khi nào mà hàng cái phần sắt trên nữa thì người ta sẽ gịch lại cho nó bằng đó các bạn. Hiện tại là nhìn chưa có được bằng, người ta sẽ rút như sau. Rồi mình sẽ ra cái phần mũi trước cho các bạn xem ha. Đây chú này ở trước thì đang cắt gia công những cái chỗ nào mà nhỏ nhỏ. Còn đây là cái phần ở phía trước nè, uống lên rất là khủng khiếp. Trong vòng ngày hôm qua tới bữa nay mà thành hình phải nói trong có 4 người làm rất là nhanh nha các bạn. Ủa hơi nóng, công nhận phải nói là cực là nhanh. Hai người thì cái này nối liền hai tấm sắt vô ha. Một tấm này bề ngang cho 2m 2m à. Mình sẽ cho các bạn xem cái mối hàng nè của mấy anh này. Ở đây anh hàng công nhận giống như là CNC luôn các bạn. Đây nè, mối hàng phải nói là nó cực kỳ đã ha. Cái này như là thì xài cái que hàng chà bá luôn. Vì thì mình tình cờ á, mình xem ở trên Facebook á, thấy ảnh hay đóng cái này thì mình mới xin số điện thoại là để xem cái quá trình xuống nề thôi. Nhưng mà ảnh rất là nói chuyện rất là dễ thương các bạn. Anh kêu thôi mấy bây giờ cần lại đây quay cánh anh em làm luôn đi cho nó thú vị hơn, còn khi nào mà xuống nề á thì sẽ cắt sau. Để một tí nữa mình hỏi ảnh xem là ở đây mà thấy nó không được rộng mà xuống nề bằng cách nào á. Ủa anh ơi, mình xuống nề bằng cách nào anh? Em thấy không có đường xuống vậy? Thì mình cũng đẩy con lăn như mà mọi người thôi. Không có, em thấy đẩy thấy cái hàng rào nó bít trơn kìa. Lúc này trên đây là mình đẩy là mình gỡ ra. À rồi là con lăn mình chơi bằng xe kéo này kia ha. Dạ. Thấy này ngồi thú vị vậy. Đây thì có cái lò kẹo kéo để mà cho mấy anh giải trí buổi trưa nè các bạn. Quá trời luôn rồi, 6 ly anh nói là trong cái khuôn khổ này là 6 ly là dày nhất rồi ha. Không có cái nào mà trừ khi là tàu lớn thì nó có thể dày hơn. Mà trong cái lễ loại mà phà thế này là 6 ly là dày nhất. Đi hàng tẹt tẹt luôn.
này chơi qua hàng 3 ly 4 ly không các bạn. Phải chi mình lại sớm chút xíu thì xem cái cảnh mà anh em người ta uống này lên các bạn, uống cái phần này cong lên nè, nhìn nó sẽ đẹp hơn, dễ hơn á. Vì bây giờ nó lên cái thành phẩm này thì nếu mà định sau này mà có một chiếc nào khác nữa mình sẽ tiếp tục mình quay lại cho các bạn xem có từ giai đoạn là lên sắt cho tới lên cong luôn nha. Đây là cái cảo điện ha, làm cũng nhỏ không có được bự lắm, tại vì những cái tấm sắt này nó đâu tầm 1 tấn đổ lại các bạn, thì cỡ này là vừa xài rồi. Thì ngang của cái kho này thì tầm 6 mét là vừa đủ làm luôn ha. Mình cứ đụng vô đây mình hết hồn rồi. Anh đang xây ép cái be vô các bạn, đây nè nó còn hở ha, và anh xây cho nó sát vô, cảo vô nè. Đó. Rất là công phu quá. Với cái chiếc kích thước này 11 mét nha, 3m2 và cao 1m1, với giá là ảnh làm cho khách là 145 triệu. Thật sự là không có cao hết các bạn, rất cũng rẻ mà, tại vì nội tiền sắt không mất, các bạn nghĩ thì như nó biết bao nhiêu tấn sắt rồi, mà trong khi đó là 4 người thợ, mình nghĩ làm là chắc đâu đó 1 tuần nữa các bạn, 4 mấy triệu ha. Anh nói là không cần lời nhiều cũng cần lợi ích thôi, nhưng mà giữ mối quản lý uy tín với khách hàng. Anh đang kéo cái tấm bè là anh đang kéo lại. Theo như lời của anh Trường nói là chiếc này khi mà hoàn thành xong hết tất tần tật thì nó rơi vào tầm khoảng 6 tấn nha các bạn. Ở 6 tấn sắt. Chiếc này khoảng mấy ngày nữa rồi anh? Chiếc này là tầm khoảng 6 ngày nữa. À, gì kịp rồi, tới đó kịp. Vì là một chiếc là làm đâu đó 1 tuần là được chính xác nha các bạn. Quầy hàng bự phải nói là cháy rất là tốt các bạn, điện rất là mạnh ha. Sau khi mà ảnh cảo hai cái be vô cho nó sát á, là ảnh bon lại cho nó dính nè, rồi sau đó anh mới chỉnh sửa kích thước lại đâu vào đó, rồi mấy hàng bon ở phần dưới. Tại vì hiện tại này cái phần dưới các bạn thấy nó còn hơi hở á, là phải con phải gịch lên, cảo gịch lên cho nó bằng cái miếng trên đó, rồi mình mới bon lại được. Cũng công phu quá trời á, sắt mà mấy tấn mà cảo lại coi như là làm chuyện hàng ngày với cho quen các bạn. Chiếc này chủ người ta kêu sơn màu gì anh Trường? Màu xanh lá. Xanh lá à, giống như mấy chiếc kia luôn ha. Dạ. Xanh. Dạ dạ được rồi cô. Chú phía trước là đang gia công mấy cái miếng hình tam giác để mà chìm vô mấy cái cạnh be các bạn, để kia kiên cố cho nó chắc á. Thì ảnh thì đóng tàu đóng phà, thì ảnh cũng có sở hữu một chiếc máy cắt 105 rất là khủng khiếp rồi luôn các bạn, là cào báo luôn các bạn ơi. Cái này thì nếu mà ra ngoài đồng cắt thì bao nhanh bao gọn luôn ha. Đây là cái chiếc xe chở lúa, cũng là chiếc xe để mà kéo xuống để mà xuống nề ha. Quá trời, cái máy cắt 105 là lần đầu tiên mình thấy ở ngoài luôn các bạn. Hết biết thì chơi cái máy nó bự. Kubota DC105 ha. Cái dàn xếp đó là phải nói là khủng khiếp thiệt chứ. Anh dùng cái con đội này đội cái tấm lườn ở dưới các bạn, lên cho đụng ở trên, sau đó là bon lại ha. Chỗ này nếu mà nói dùng sức tay gạch thì bó tay chấm cụ giò luôn. Phải có những cái con đội như thế này nè. Nó xíu thôi mà 10 tấn các bạn.
16 tấn luôn hả? Dạ ơi, tại con số 6 nó bị lợp, em tưởng là 10 tấn. Đó 10 tấn là nặng vậy đó. Dạ. Trời, thấy nhẹ nhàng con kìa. Mẹ 3 ly 2 đốt mà thấy cháy không thấy ham. Thế các bạn thấy không, chỉ là bon xa xa khoảng một tấc, một tấc mấy, một dấu thôi, nhưng mà giờ nó đã sát nè. Và cái phần này nó đã bằng nhau rồi nè. Nó như mới lúc đầu mình lợi mình thấy ủa sao mà nó không được bằng á, dạng như nó bị ỏi đấy các bạn. Nhưng mà tới khi mà đội lên bon lại thì nó bằng gan liền. Như lúc đầu lại em thấy ủa sao mà nó hở không đều vậy á. Nhưng mà sau khi mà bon thì nó khác nha. Phần bụng nó cũng bằng gan luôn. Rồi ở phần dưới này là không biết có hàng không nha. Cái này mình không biết thì nó không biết. Để sau khi thành phẩm xong mình mới nói sao nha các bạn. Quá dữ. Vì anh Trường nói là khoảng 6 ngày nữa hoặc 7 ngày nữa là mới hoàn thành 100% là mới xuống đề nha các bạn. Thì hôm nào mà anh xuống đề á, mình sẽ trở lại đây tiếp tục quay cho các bạn xem cái giai đoạn mà các anh đang xuống đề như thế nào ha. Anh nói là sẽ bỏ con lăng, chắc ống tiếp, mình nghĩ ống tiếp anh. Ống tiếp để xuống dưới lượng rồi dùng xe kéo kéo ra nha các bạn. Hiện tại thì đang để trần ở dưới sàn nhà thôi. Rồi tới đó nhiều là sao mình cảo lên ta. Tới đó các bạn cũng biết sao ha. Ở phía trước là có cái hàng rào, mình mới hỏi là anh khi nào mà ghe mình xuống nề là dời đi ra mở cái hàng rào rồi dùng xe kéo kéo xuống sông ha. Thôi thì video mình chỉ làm ngắn gọn giới thiệu cho các bạn xem một cái chiếc phà sắt chở máy cắt là như thế này thôi. Sau này nếu mà có tình cờ mình lại nữa thì mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem cái cảnh xuống này nha các bạn.